Con đam mê đá bóng từ lúc mà bố con còn đang ở trong con đường bóng đá. Từ bé con đã đam mê rồi. Đây là một môi trường tốt nhất đối với con. Con rất muốn ở đây. Khi đó đội của thầy con xuống đây đá giao hữu thì là thầy thấy con đá được nên là thầy nhặt đấy. Anh Hào là quê hương của Thái Nguyên và anh Hào là một người mà nếu nói về nghị lực ấy thì các con phải biết là anh Hào là một người đã bị chấn thương, đã phải đi lạng hàng một năm trời. Trước mắt là các em phải xác định được con đường của mình đó là đá bóng, chăm chỉ và cố gắng trong từng buổi tập, tự tập thêm rồi học hỏi thêm từ các anh, các bạn. Cái gì tốt mình sẽ học, rồi sau giúp cho các em rất nhiều. Dương Văn Hào đến thì cũng là một cái động lực cho các con là phấn đấu trong cái môi trường chơi bóng của tỉnh nhà.